Xin chào cả nhà, hôm nay là sinh nhật của Nhân. Nhân tròn 33 tuổi. 33 tuổi rồi, không nhiều cũng không có ít nữa. Hôm nay là sinh nhật của mình, thì mình sẽ vào bếp làm đồ ăn để mừng sinh nhật. Hôm nay mình sẽ mừng sinh nhật cùng với hai đứa con của mình và toàn bộ khán giả yêu thích, những người yêu thương của mình. Hôm nay cùng Như làm sinh nhật và mừng Như 33 tuổi nha cả nhà. Như sẽ làm cánh gà chiên nước mắm. Ở đây thì Như ướp vô bột tiêu, bột tỏi với lại muối, rồi một chút xíu bột mì rồi để mình chiên cho nó giòn á. Giờ mình sẽ để vô cái chảo dầu nóng nha. Mình để cánh gà vô trong dầu thì bây giờ nó xèo xèo luôn rồi. Mình mua thì 1 kg 6 cánh gà, nhưng mà mình chỉ lấy cái này thôi. Thì chắc bao nhiêu đây, chứ cũng khoảng 800g cánh gà cả nhà. Ngoài cánh gà chiên nước mắm ra thì Như có thêm cái này nữa. Cái này là chicken nugget nè. Còn cái này là khoai tây ha. Còn ở đây là khoai tây chiên, nhưng mà tất cả đều là đồ đông đá nha cả nhà. Ba thứ này đều là đồ đông đá hết á. Giờ thì Như để vô trong lò nướng nha. Lò nướng Như mở lò 220 độ á. Giờ mình sẽ để vô nha. Trong thời gian mình chiên gà thì mình nướng mấy cái này luôn. Còn bên đây á, cánh gà bây giờ mình chiên á, nó vàng ươm hết rồi nè. Rất là giòn luôn. Mình sẽ gấp ra ngoài rổ để cho nó ráo dầu. Rồi mình đi pha nước sốt để làm cánh gà nước mắm nha. Cái này á, theo mà mình lấy ra mình ăn cũng được luôn á cả nhà. Nó rất là giòn và nó rất là ngon rồi á, nhưng mà mình muốn lăn thêm xíu nước mắm nữa để cho nó đậm đà. Mình dùng cái dầu hồi lúc nãy mình chiên cánh gà, bây giờ mình làm cái sốt luôn. Mình để tỏi vô. Mình sẽ phi cho cái tỏi này nó vàng lên. Mình cũng có thể dùng dầu màu điều á, nhưng mà Như thấy thôi mình chiên vàng cánh gà xong rồi mình xối với nước mắm cũng được, không cần phải dùng dầu màu điều á cả nha. Trời ơi, tự nhiên mình bỏ cái nước mắm, cái nước sốt, nước mắm với lại đường, với dầu hào vô á cả nhà. Có thêm tỏi nữa, cái mình nhìn thấy nó khác liền luôn. Thấy nó ngon liền luôn ha. Cả nhà thấy không, Như chiên giòn lên xong rồi cái màu nó đẹp sẵn đây nè. Mình không có để dầu màu điều vô luôn mà cái màu nó vẫn đẹp. Wow, thơm quá. Mình cho thêm củ hành vô cho nó thơm. Hát nữa đi Tương Vy. Hát nữa đi. Hai đứa nó nghe mùi cánh gà chiên nước mắm rồi. Tụi nó chạy xuống đó cô chú. Tương Vy thì kêu thơm quá, còn Phi thì kêu thơm mà thúi quá.
chồng. Trời ơi, rất là ngon luôn. Thơm quá hả? Thơm quá hả? Thơm thiệt luôn á cô chú. Xong xuôi hết rồi cả nhà ơi. Đây là khoai tây chiên nè, mình nướng lên. Này là khoai tây chiên, mình cũng đem nướng. Chicken nugget. Đây là cánh gà chiên nước mắm. Còn bên đây là cái bánh kem mà nó đông đá rồi. Giờ mình đem ra ngoài cho nó tan đá, chút nữa mình mới ăn được. Cái siêu thị nhỏ cho nên là không có cái bánh kem tươi, chỉ có bánh kem đông lạnh thôi. Còn cái này là dưa leo ngâm chua của Tường Vi. Nó thích ăn cái đó với lại cánh gà. Em xin mẹ mời cái chuyện với con. Si ơi, sinh nhật mẹ Si có vui không? Có. Cứ thấy cái áo mẹ cứ hình cái môi là mình cứ nghĩ là mẹ thèm rồi đó. Thấy cái áo mẹ có hình cái môi con nghĩ là mẹ thèm đồ ăn rồi hả? Sao mày cứ làm gì nữa? Si đói bụng chưa? Dạ có. Si biết mẹ bao nhiêu tuổi không? 34. Trời ơi. 33. 33, đúng rồi. Mình rồi, từng Vi ăn đi. Việt Nam mẹ. Con tròn Việt Nam mẹ hả? Trời ơi, sao tròn mẹ mình kỹ ta. Ba mẹ con ăn cái tiệc sinh nhật gọn gàng dễ thương hơn mà cô chú. Được 3-4 món luôn ở nhà. Ngon không Từng Vi? Ngon. Bây giờ ở ngoài trời là 7 giờ tối rồi. Trong nhà rất là ấm luôn, nhưng mà ở ngoài lạnh. Ăn thử cánh gà chiên nước mắm của mẹ đi. Giờ mình ngồi xuống mình cũng ly nha. Ok. Ok. Một, hai, ba, vô. Chúc mừng 33 tuổi. Một, hai, ba. 33, 32. 33 hay 32? Nếu mà mẹ sinh năm 92 thì mẹ năm nay là 2024 thì mẹ phải 9, thì mẹ phải 32 tuổi chứ. 33. Ủa đúng rồi cô chú. Như sinh năm 92 thì năm nay 2024 thì là 32 tuổi. Nhưng mà người Việt Nam mình người ta tính vậy là 33. Dạ. Tính luôn cái tuổi đẻ nữa là 33. Đúng rồi, 33. Đúng không? Nếu 33 mà con, nếu mà con tính thành tuổi đẻ là con 13. 13 tuổi nữa. Ờ. Con 7 tuổi. Đúng rồi. Tại vì Như sinh năm 92, nếu mà tính theo năm đúng đầy đủ năm đủ tháng á, thì có nghĩa là Như 32 tuổi. Nhưng mà nếu mà tính theo cái tuổi đẻ ở Việt Nam mà nó thì Như 33 tuổi. Ok, 1, 2, 3 vô cái nữa. Ủa con. Vô. Vô, chúc mừng sinh nhật của Như. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Ủa ngày mai mới là sinh nhật mẹ mà. Hôm nay làm là ngày mai đúng ngày đó. Ngày mai ơi. Là chưa có quà, chưa đúng ngày. Quà đây, hai cái cục quà rất là bự đây. Con là quà heo. Cà Vi là quà xương. À, con là quà heo hả? Con mập. Còn chị Hê Vi là quà xương hả? Quà ừ. Nào cũng xịn hết trơn. Nghe buồn hết sức là quà xương. Con mở giùm con. Mày mở giùm con hú vô lên hả? Sao nó cứng như vậy? Gì đó. Con nổi luôn á. Hay là mở lên vậy? Nào, con cứ ăn này mày tay được không? Ừ. Răng bên đây mắc lắm nha Như. Yeah. Răng đây thì diện mắc lắm á. Ok. Ok, mình ăn nào. Ăn cái này là cái chicken nugget. Đây. Ba mẹ con không có đông người, không có ọt ẹo nhưng mà ấm cúng nha cả nhà. Rất là ấm cúng luôn bên cạnh hai đứa con gái yêu. Ừ, ngon. Nào. Cái chiếc nhà này gạch này á. Mình mua về xong rồi cái mình bỏ vô lò. Còn không mình để vô nồi chiên không dầu.
là ăn thôi, rất là nhanh. Ngon quá. Mẹ cơm muốn cắt bánh kem. Một chút nữa mình ăn bánh kem ha. Nhưng mà không muốn cắt nữa. Rồi, anh chút để cho con cắt luôn. Còn đây là cánh gà chiên nước mắm. Xin mời cả nhà nha. Ngon quá. Ngon. Tường Vi nãy giờ ăn mấy cánh này? Hai cánh này hả? Ngon quá đúng không? Đậm đà chứ. Mình làm khoảng 700-800 gram cánh gà thì mình làm 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, chút xíu tương ớt, nhưng mà hai đứa nhỏ ăn cay không được nhưng không bỏ tương ớt, chứ lại 1 muỗng nước lạnh nha cả nhà, là được cái sốt gà chiên nước mắm. Không ngon. Không ngon không lấy tiền. Ngon quá. Cái này mà ăn với cơm mới ngon cả nhà, nhưng mà hôm nay mình không ăn cơm, hôm nay mình ăn với khoai tây. Ăn với cơm là cũng bánh cuốn á. Ăn với cơm bánh cuốn lắm á. Cái hũ dưa leo chua này, cái trái nó nhỏ xíu á. Đây nha. Chua nhiều. Nó giòn á. Chua nó giòn. Từ nhỏ cho tới lớn luôn, tới cái năm năm vừa rồi là năm Như 31-32 tuổi đó, là cái sinh nhật đó là cái sinh nhật lần thứ hai của Như, lần này lần thứ ba. Nói chung là từ bé tới lớn luôn là Như, mẹ Như không có làm đầy tháng, không làm thoa nôi, cũng không có làm sinh nhật cho mình luôn. Thì tới lớn là ở cái năm Như chuẩn bị đi qua đây nè, là Như 27-28 tuổi gì đó, là em gái của Như nó tổ chức cho Như ăn sinh nhật, xong rồi sinh nhật của Như là cuối tháng 9 thì cuối tháng 11 là Như đi qua đây, thì cái đó là cái sinh nhật đầu tiên luôn, là năm 27-28 tuổi. Xong rồi mình qua đây rồi, năm rồi là mình ăn sinh nhật nữa, là cái thứ hai chứ. Cái này là cái thứ ba, là ba cái sinh nhật. Tuy là mình 30+ tuổi nhưng mà mình ăn chỉ có 3 cái sinh nhật thôi. Mình có 3 cái sinh nhật thôi. Từ nhỏ tới lớn mẹ chỉ có 3 cái thôi à. Tính là sinh nhật nó cũng không. Vậy mẹ 3 tuổi thôi mà. Vậy mẹ có 3 tuổi thôi. Oh my god. Xin nó nói vậy là mẹ có 3 tuổi thôi nha cô chú. Vậy con mấy tuổi? Vậy con không tuổi. Mẹ 3 tuổi sao mà đẻ ai được. Đúng thiệt. Còn hai đứa con của Như á, là Như đều làm đầy tháng thôi nôi cho nó. Vi là cũng có đầy tháng rồi cũng có thôi nôi, mỗi năm là đều có sinh nhật. Còn Si thì cũng có đầy tháng, mà mình nhớ vui lắm nha. Cái lúc mà mình sanh Si á, là Si đầy tháng, là sinh nhật của Tường Vi luôn. Tại vì Si nó sanh ngày 1 tháng 11, còn Vi thì ngày 30 tháng 11. Cho nên là khi mà Si đầy tháng á, là làm sinh nhật luôn, hai chị em làm chung luôn cả nhà. Cái lúc đó là mình làm ở Việt Nam á, tại vì Như sanh Si là ở Việt Nam. Đầy tháng là gì mà? Đầy tháng là tròn 1 tháng. Chị Vi không biết đầy tháng là cái gì. Chị Vi không biết đầy tháng là gì hả chị Vi? Chị Vi quên rồi. Đầy tháng có sinh nhật của con à? Mà không phải gì riêng một mình Như là không có sinh nhật, với lại không có thôi nôi đâu. Hai đứa em Như á, thì mẹ Như cũng không có làm đầy tháng, không có làm thôi nôi luôn. Sao thì lớn lên thì có bạn rồi bắt đầu mới làm sinh nhật. Còn Như thì Như không có bạn bè. Từ nhỏ tới lớn lên là Như không có bạn bè gì hết. Chỉ là một mình thôi, rồi sau đó thì chơi với Ngọc. Em Như nó nhỏ hơn Như 3 tuổi thì Như chơi với Ngọc thôi. Có chơi với Nhiên không? Có, nhưng mà Nhiên là nhỏ hơn mẹ tới 8 tuổi rồi, cho nên mẹ chơi với Ngọc nhiều. Là chơi với Ngọc thôi, nhưng không có bạn cho nên Như không có sinh nhật gì hết trơn cả nhà. Con nhớ mẹ nói mẹ 6 tuổi, Ngọc 3 tuổi, sao mẹ quậy ơi là quậy. Đúng rồi. Ngọc 3 tuổi, Như 6 tuổi là Như quậy lắm. Hồi đó nhỏ Việt Nam là rất là nghịch luôn. Mẹ nghịch lắm luôn á. Nhưng mà thật ra là hồi đó bên Việt Nam đó là có nhiều cái để quậy mà. Cái tuổi thơ bên Việt Nam là vui hơn đúng không? Quậy quậy hơn, vui hơn, tại vì được chơi ở ngoài nhiều hơn. Còn ở đây là ở đây là chỉ chơi ở trong nhà không à. Ở Việt Nam có nhiều tuổi thơ hơn. Con định nói là ở Việt Nam nhiều tuổi thơ hơn hả?
Thời lúc đó là con có 2 tuổi bên Việt Nam mà sao con biết? Việt Nam là con... Con có xem YouTube mà. Con xem YouTube con thấy mấy bạn đi ra đồng chơi đúng không? Sao mày uống cái kia nó mỏi, nó cái miệng nó màu đỏ, sao mày cô chửi? Không đỏ. Nhưng mày không đỏ. Có bạn hỏi là sao mà Si với Tường Vy đó, nó nói tiếng Việt Nam giỏi như vậy, thì ở nhà là mình nói tiếng Việt. Và nó coi YouTube là chứ, nó coi toàn lẽ... toàn là tiếng Việt Nam. Chứ hôm nãy con nói tiếng Trung Quốc. Chứ lẽ nói tiếng Trung Quốc. Mắc cỡ hả? Quay camera lại cho con mắc cỡ hả? Không biết nói gì hết. Không biết nói gì hả? Bình thường, nói chuyện mẹ đi. Vô. Vô. Nói anh bà cô chú khỏe không? Nói cái kia. À, quay camera qua cho chị hai, kêu chị hai hỏi là ông bà cô chú ơi khỏe không hả? Dữ dằn không? Sao mà nói cái kia phát lọc gì á? Chưa tới mà phát tài phát lộc gì đây? Phát tài phát lộc hả? Đúng rồi. Trời ơi, nói bà cô chú khỏe không? Bà cô chú phát tài phát lộc. Ôi, cái em bé Việt Nam này sao mà nó giỏi dữ vậy ta? Chưa đến Tết nữa. Quay cái camera qua đây cho nhưng nó nói. Nhưng mà con biết Tết lại cái gì? Con biết Tết lại gì hả? Thôi, quay camera qua đây cho nó nói đi. Nhưng mà con thấy người ta nói cái đó. Rồi, đâu, con nói làm sao? Con nói làm sao? Nãy con dạy chị hai nói đó, con nói làm sao? Phát lộc phát cái gì hả? Phát lộc phát cái gì? Phát tài phát lộc nè. Chúc phát... ông bà, chúc ông bà, cô chú, cô chú, anh chị phát tài phát lộc, phát tài phát lộc. Đúng rồi, Tết ở Việt Nam là con nói vậy nha. Mua dưa hấu xong rồi mua ai dưa phật. À, mua dưa hấu xong rồi lại vậy hả? Thật ra là Si á, con của Như á, là nó chưa có được đón cái Tết Việt Nam nào hết trơn á. Tại vì con không biết Tết là gì. Con biết Tết là gì hết. Tại vì lúc nó đi 2 tuổi là nó nhỏ xíu mà, nó chưa biết nói, nó không có biết. Nó cũng có đón Tết ở Việt Nam nhưng mà nó không có cảm nhận gì hết trơn. Mặc đồ mới nó cũng không còn nhớ mà. Rồi bắt đầu đi qua đây thôi. Anh nhưng mà em. Con biết áo dài Việt Nam. Con biết áo dài Việt Nam. Nó mê lắm, nó mở tivi, nó coi suốt ngày à, nó thích. Rồi mình được cái gì nữa nè? Tết là, nếu mà Tết thì mình mặc đồ đẹp xong rồi mình chúc ông bà cô chú phát tài phát lộc rồi mình được cái gì? Đang làm Trung Thu. Bậy rồi, Tết đâu phải Trung Thu. Mình được cái gì? Được cái gì nè? Mình coi nhớ không? Đâu biết. Cái gì mà bỏ trong cái phong bì nè, màu đỏ đó. Xì. Chị hai nhắc, lì xì. Nó không tin đi. Con biết không? Con biết cái đó không? Không luôn hả? Con không biết Tết Việt Nam hả? Hai cái đứa này á, nếu mà nói về Việt Nam á là nó hào hứng, nó ngồi nó nghe, nó kiểu như nó sung lên vậy đó. Nhưng mà con có được một cái đó một lần rồi. Lúc xem con chỉ nghĩ á. Lúc xem Lâm nhảy hả? Là con được tiền. Tốt hơn tỉnh lớn gì á. À ha, đợt mình dắt nó đi dưới chùa, dưới view á, là cái đó là ngày rằm hả ta? Ngày rằm hay là ngày Tết gì á, mình có đi cái chùa ở dưới đây nè. Thì xuống dưới đó cũng có đãi đồ chai, cũng cho ăn đồ chai, xong rồi ông Lân múa xong rồi cho nó cái bao lì xì. Lấy trên cây gì á. Ừ, cho nên bây giờ nó biết cái đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Một, hai, ba, thổi nến nha.
Xin thổi cùng với mẹ không? Con không muốn mẹ, thổi. Mẹ ướp trước nha. Rồi, ướp xong rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ cùng cắt bánh kem nha. Ba mẹ con Như sẽ cùng cắt cái bánh kem. Bánh kem dâu. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Cắt. Rồi, được rồi. Ba cái đủ rồi. Ba cái là đủ rồi. Mình ăn chung một cái dĩa luôn cho nó thiệt là tình cảm nha. Vậy sao hồi nãy tới giờ không cắt miếng to để ăn chung luôn? Ủa sao kỳ ta? Đây. Cái này có con. Mẹ để cái dĩa xin vô. Mẹ đừng có bỏ gớt bánh. Cái bánh này á, là cái bánh nó đông đá cho nên ở trong đây cả nhà. Khi mà Như cắt á, là nó nghe cái sực sực á. Lý do là tại vì dâu nó còn đông đá đó cả nhà. Còn bông lan thì nó tan đá ra rồi nè. Mà mấy cái loại này mình ăn cũng ngon lắm. Mẹ có cho kem. Ừ, ngon ha. Kem cũng nó ngon. Kem mà lấy kem đi. Cái này là kem, kem tươi ở trên nè. Đấy, trời ơi cái này nó béo lắm luôn không mà cô chú. Hết sảy. Hết sảy ông bà Bảy luôn. Không có chét nha. Không có chơi trét bánh kem nha. Trét chân si kìa nè. Cái mặt của nó kìa. Đừng có trét, trét mẹ Như nha. Cái kem nó béo ngon thiệt. Ừ. Ăn con. Con thích bông lan hả? Ôi lạnh quá. Ừ. Cái dâu nó còn đá, nó bị ê ra. Nhưng mà nó ngon ha, nó lạnh lạnh, lạnh đông đá vậy nó ngon. Con bị dính rồi. Mẹ lỡ nó. Đâu, được rồi, trời ơi, sao cục như vậy? Nè, mà cô chú, nó tự quá trong cái mặt đó nè. Chạy lại cho bà cô chú xem. Hơi bị bự luôn á. Coi chừng nó rớt cái đất á. Thôi, lại đây ngồi liếm ăn coi. Thôi, để coi nó ở dơ. Con si heo này. Cái trái dâu ở đông đá, mình ăn nó, mình nhai nó ngon. Bà ơi răng quá. Kênh đi rửa mặt cho con. Thấy chưa, nó rớt dưới đất rồi, thấy chưa. Nó rớt một cái bịch chẹp nhẹp dưới đất rồi. Đi lấy giấy chùi nhanh lên. Người ta trét á, người ta trét dính vô mặt, còn nó quết nguyên một cục, nó ịn vô cái lỗ mũi nó luôn. Lấy giấy lên chùi xong rồi đi rửa tay, lên ăn với mẹ. Lạnh quá. Ừ, lạnh ha. Nhưng mà ngon. Kiếm cái dâu rồi mình mẹ. Con biết mẹ ước cái gì không? Không được nói. Mẹ thích nói á. Con biết mẹ ước cái gì không? Vậy không được hiện thực. Vậy thì không được hiện thực hả? Không. Hồi vậy thôi bí mật luôn. Mẹ ước gì vậy? Không được nói, không được, không được hiện thực. Không được hiện thực kìa, nó không cho nói kìa. Mà cái gì quan trọng lắm hả? Không có quan trọng, nó cũng đơn giản lắm. Con nghĩ là gầy. Ước được gầy hả? Ừ. Nếu muốn gầy thì giảm cân thôi chứ đâu cần phải ước. Con ước mập lên cũng được. Không, cái nó kia. Kem dâu. Cái gì vậy? Mẹ ước là mỗi năm sinh nhật mẹ đều được đón sinh nhật với hai tụi con. À, ai nói phải chiếc bánh kem lên. Mẹ ước
Năm mẹ 33, 34, 35 cho tới 60, 70 mẹ đều đón sinh nhật với hai tụi con. Ngày sinh nhật của mẹ thì có hai tụi con. Tụi con làm được không? Được. Dạ được. Dạ được. Được không? Cảm động quá. Cảm động á, được không? Để tay lên. Hứa hẹn nha. 1, 2, 3, hứa nha. Yeah. Cảm động quá. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn. Ngồi xuống. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Kiếp chia sẻ. Hẹn với nhau tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn ông bà cô chú đã ăn sinh nhật cùng với mẹ con. Nhớ bấm cái chuông và đăng ký và chia sẻ và nhấn like đừng có lãng này nha. Bye bye, bye, bye.